You ready to go for a trip? Are you ready? Yeah. I'm glad you did a lot. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta đã đến thành phố Bảo Lộc rồi. Chúng ta đã đi qua rất là nhiều nơi, là như là Đồng Nai này, rồi là rất là nhiều cái. Siri đang lái xe từ Sài Gòn tới Đà Lạt. Và bây giờ mình đã đến Bảo Lộc, mình đã đi đến hơn một nửa trận rồi. Đó, và một lúc nữa mình sẽ tới Đà Lạt và quay cho các bạn nhé. Mấy đường này rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đường này rất đẹp, ok. Có lên lấy xe 6 tiếng và mình được nghỉ ngơi một lần rồi. Và chắc là mình sẽ lái thẳng đến Đà Lạt luôn, không nghỉ nữa. Ok các bạn ơi, bây giờ chúng ta đang ở đâu ta? Không biết nữa. Thì chúng ta vẫn đang ở Bảo Lâm Lâm Đồng. Và Upi không chịu ngồi trong xe của Upi nữa, trong xe á. Thì bố phải dừng lại ở cái chỗ này gọi là Tâm Châu và để nghỉ ngơi một chút xíu trước khi tiếp tục đi trên con đường của mình. Hiện tại là mình đang còn thêm 2 tiếng 12 phút nữa là mình sẽ tới nơi. Và bây giờ đang là gần 4 giờ kém 15 phút. CJ đoán rằng là khoảng 6 giờ là mình sẽ... khoảng 6 giờ là mình sẽ có mặt tại Đà Lạt, nếu mà con không cuối nữa. Đấy, chơi đủ chưa con? Wee! Oh yeah, my name is Upi and I'm a gangster. Okay. What do you want? Kiss? You want a kiss? 1, 2, and 3! Yay! Look at you! Bây giờ mình sẽ thử leo cây này nhá. Bình thường nếu mà nó là cây mà kiểu cây gọi là gì, cây ổi à, thì mình sẽ kêu leo rất là cao, bởi vì cây ổi nhiều cành rất là khỏe luôn. Cho nên là, nhưng mà cây này mình cũng tin tưởng và mình cũng biết là cây gì, cho nên là thôi mình xuống luôn. Thôi bây giờ mình tiếp tục đi về Đà Lạt nha. Cây nữa và chúng ta sẽ tới thành phố Đà Lạt. Sao anh phải nói thì thầm? Bởi vì con đang ngủ. Very sleepy. Thật ra thì cái lúc mà Jay có ý tưởng là lái xe ô tô từ Sài Gòn về Đà Lạt mà đưa cả gia đình theo ấy, thì Huy nghĩ là ông này bị điên à? Trời ơi, người ta đi xa như thế 6-7 tiếng thì thôi thà đi máy bay còn hơn. Bởi vì nhà có con nhỏ, bảo là nếu chỉ có hai vợ chồng tôi thì em không ngại, nhưng mà có con nhỏ nữa thì làm sao mà cho con bắt con ngồi trên xe 6-7 tiếng được. Thế nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng hay phết, kiểu nó như là một kiểu road trip ý, từ mà từ hồi cưới nhau thì hai vợ chồng chưa thực hiện được, thì kệ
tại vì Upi cũng khá là trộm vía, cũng rất là ngoan, rất là hợp tác. Chỉ đang mọc răng cho nên là hơi khó chịu một chút thôi. Người ta là Dây có kế hoạch là cứ đi 2 tiếng một lần là sẽ nghỉ ngơi dọc đường, nên là mọi chuyện rất là suôn sẻ. Đến bây giờ vẫn rất là suôn sẻ. Mình đã lên cao rồi và đang bắt đầu thấy ù tai rồi, giống như kiểu mình đi máy bay ý. Nhà anh nhở? Yeah. Thấy ù tai rồi, bảo sao vừa nãy Upi khóc gắt thế. Nhưng mà Upi thì vừa mới ngủ xong rồi, chắc mệt quá. Bình thường nhá, kể cả ở nhà anh đi chơi ý, thì Upi đều ngủ rất là đúng giờ. Cứ đến đúng giờ ngủ là sẽ tự động, nếu như mà cái môi trường không cho phép ý, là sẽ thông báo khóc chẳng hạn, để cho bố mẹ biết, bố mẹ ru ngủ. Đáng yêu ghê. Mình đã tới nơi rồi nha. Hai cây nữa là chúng ta sẽ tới cái chỗ này. Và CJ rất là háo hức, bởi vì chỗ này nó như trong một cái rừng ấy các bạn ạ. Nó như là trong một cái rừng, một cái nhà, một khu biệt thự giữa một khu rừng, kiểu forest ấy, rừng thưa ấy. Và bọn mình đến đây thì đến Đà Lạt này có kế hoạch quay rất là nhiều thứ, rất là nhiều dự án ở trên này. Nên là không biết có đi chơi được nhiều không, nhưng mà sẽ cố gắng để có thể vừa làm vừa chơi được. Hey các bạn ơi, chúng ta đã tới nơi rồi. Và chỗ này đang rất là đẹp. Đẹp quá. Đẹp quá cho các bạn xem nha. Wow. Đây là nhà của mình nè. Wow. Là xe của mình nè. Và đây là đấy. Wow. Đây là cái lối đi này. Bây giờ mình sẽ cho mọi người đi qua cái đường này đã, trước khi vào trong nhà nhé. Và đây là ngoài. Và quảng cáo luôn cho người ta, Dahlia Đà Lạt là tên của chỗ này. Rất là đẹp luôn các bạn. Khu này rất là nổi tiếng luôn, và đã từng có rất nhiều nghệ sĩ đã đến đây quay, như là Trường Giang này, Chipu, rất là nhiều nghệ sĩ đã đến đây quay rồi. Và CJ rất là vui mình được ở đây. Bây giờ CJ sẽ cho mọi người vào trong nhà cùng CJ nhé, để khám phá xem trong nhà nó như thế nào nhé. Đầu tiên là phải nhìn thấy hai mẹ con đang đu đua nha. Hello Daddy. Hello Daddy. Hello. Chào bố, con ngồi đây từ chiều. Wow, cái này đẹp quá ha. Really nice. We have very nice kitchen. Và đây là là sao? Ý kiến gì con? Daddy. Ý kiến gì con? Ý kiến gì? Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open your mouth. Open your mouth. Rồi các bạn ơi, chúng tôi đã có mặt ở Đà Lạt City. Và bây giờ chúng ta đang đi trải nghiệm món ăn đầu tiên ở Đà Lạt, đây là quán. Ok rồi, và đây là quán nha. Đây là ngoài đường này. Và đây là quán này. Đấy, ô đi xuống nào. Xuống đi nào. Wow, quán đẹp quá. Wow, các bạn có thể thấy bên này rất là, có rất là nhiều thứ cực kỳ gọi là từ ngày xưa luôn. Hay là nó vẫn đây là Budweiser này, và có rất là nhiều chai rượu, nhiều chai bia. Nhưng mà đây là TV mà đã rất là cũ rồi và rất là hay. Và có con mèo đen này. Mèo ơi. Mèo. Oh, nó trả lời luôn. Mà đến gặp luôn. Không quên mà đã chào rồi. Ôi yêu thế. Đồ ăn của mình đã ra dần rồi. Và đây là món gì ta? Đậu hũ non 3 tầng. Đậu hũ non 3 tầng. Đậu hũ non 3 tầng. Đậu gũ non 3 tầng. Ba tầng. Đậu hũ non 3 tầng. Đậu hũ.
đậu hũ non ba tầng. Đậu hũ non ba thẳng. Ok, và đây là cái gì, xoài à? Gỏi xoài. Và có rất là nhiều món ăn đến, và món đặc biệt nhất là CJ đã đặt cái món ếch với cơm. Mình sợ quá. Xoài ca nướng thịt. Anh đang vuốt đứa nào đấy? Có con mèo nó quay lại chào mình nè. Trời ơi, con đùi kia giống dây nhỉ? Ngoan nhỉ? Dày phết đấy. Đẹp hơn mình rất nhiều. Con này ngoan nhỉ? Đây mới gọi là Black Panther. Con này cũng ngoan này. Ok, quán này mình phải công nhận là ăn rất là ngon các bạn ạ. Có một vài đồ rất là cay mà em bé cũng ăn, em bé cũng phải bó tay luôn đó. Đó thì đây là bàn của mình rồi. Ăn hết rồi. Ăn hết rồi và mọi người cũng đang no bụng. Mình còn không ăn được hết đâu. Thì mình còn phải gói về nữa. Đó, rất là ngon. Nhưng mà có một điều mà xin được muốn giới thiệu cho các bạn. Đây là một cách gọi là treo đồ mới nhá. Đây, ý tưởng rất là hay. Toàn là cái thìa mà phải gấp vào á. Giờ thì lại đang mưa rồi và bây giờ chúng ta phải đồng đi về. Rất là may là mình đi ô tô, không là chết. Chết tàng á. Ok, chúng mình vừa về tới nhà xong. Và thực sự là CJ gọi là tắt nguồn rồi. Nguồn đang chết rồi. Bây giờ CJ sẽ phải lên trên phòng nghỉ ngơi luôn. Nhưng mà trước đó thì CJ sẽ cho mọi người xem phòng của mình nha. Ở đây thì nó có rất là nhiều phòng. Đây, view ở đây sẽ là giường nhá. Ngày mai mình sẽ cho mọi người xem. Và đây cũng là một phòng. Đây là phòng mà mình sẽ dùng để quay. Và phòng của mình thì lại ở trên. Và welcome to our room. Đấy. Wow. Chị mình đã chọn phòng này cho em bé bởi vì em bé có thể tha hồ bò. Còn đây sẽ là phòng của hai vợ chồng. Hai vợ chồng hôm nay sẽ ở đây nhá. Wow. Và mình sẽ ngồi đây này. Ở dưới này thì có thể chơi board game, ngồi uống trà, quanh chân này. Nhưng mà không đứng nổi được. Đấy, mình đứng ở đây. Mình mới đứng được. Và mình đi sang bên này là toàn bật mũi ra nhá, toàn đó, quỳ xuống, phải quỳ xuống mà đi cơ. Ok, và thế là đã hết tour của mình ngày hôm nay. Đây là phòng em bé. Lý do vì sao chúng mình chọn cái nhà mà hoặc là cái phòng mà có giường như này, bởi vì em bé mà dậy mà bỏ ra ngoài thì sẽ không bị ngã. Thì không lo. Tạm thời thì CD sẽ đi nghỉ ngơi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng mình và mình sẽ gặp nhau vào video tiếp theo. See you tomorrow.